và cộng đoàn. Con là Maria Lương Thị Hường, con ở họ Kiện, xứ Sở Kiện. À, con rất được ơn, được nhiều ơn của Chúa. Bây giờ thân xác con năm nay 51 tuổi, nhưng mà con đã lên bàn mổ là 6 lần. À, 4 lần của mổ của u nang buồng trứng và 2 lần mổ của sỏi thận. Thế mà trong khi lúc năm 2009 thì con đã lên bàn mổ, là mổ xong là phải chạy hóa chất. Thì bác sĩ bảo là bị bệnh ung thư này thì về được 3 tháng đến 6 tháng là chết. Thế là con phải vội vàng, là con bảo hai đứa con trai nhà con là thôi con, các con lấy vợ đi để mẹ lo cho các con. Mà thậm chí mà nhà con cũng phải bán đi để con chữa bệnh. Thế mà đến ơn lành, được con nhờ ơn được Chúa, thì là Chúa đã ban lành cho con, được con khỏe. Đến năm 2014 con lại mổ lại. Thế là vừa rồi đến năm 2018 con mới mổ ngay được 2 tháng. Thế là vừa rồi đây con đang chạy hóa chất là 2 lần, được 2 mũi hóa chất. Thế là về thì con cũng nhờ được chú Đạt ở trong này mua hộ cho con cái đài 365 bài giảng của cha. Nên hàng ngày là con mở trên TV là 2 buổi, buổi sáng sớm ra là nhà con ngủ dậy là con đã mở ra để xem lòng thương xót của Chúa trong này đi buổi chiều. Thế là nhà con bảo là thôi thì cố gắng để truyền nốt xong 4 lần hóa chất nữa thì cuối năm bác thì là vợ chồng con vào đây. Nhưng mà vừa rồi con cũng sốt ruột, thì con bảo nhà con là thôi anh cứ cho em đi vào trong chỗ cha Long và vào giáo điểm tin mừng để con xin ơn riêng của Chúa, để Chúa chữa lành bệnh cho con, để con còn 4 mũi hóa chất nữa để con lại phải chiến đấu mấy bệnh ở trên viện. Thì hôm nay là sáng hôm qua là nhà con đi, các con với các chị ở nhà bảo là thôi đi máy bay, nhưng con bảo là thôi con cứ đi ô tô, bởi vì là con cũng tin vào Chúa để Chúa sẽ gìn giữ cho con được lên ô tô là con không bị say xe. Mà con cũng khỏe mạnh, con vào được đến đây là lúc 2 giờ chiều. Là con vội vàng là con lên đây để con xin để cha đặt tay cho con ạ. Dạ vâng ạ. Hallelujah. Đây trước tiên gửi cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đi với Chúa. Và chị đưa về Sở Kiện để loan báo lòng Chúa thương xót cho những người khác. Vì Sở Kiện là nơi chúng tôi đã đến dân lấy ở đó một lần rồi, thấy không? Dạ vâng, thì con xin cảm ơn cha và cậu đoàn. Rồi, xin chúc mừng cho chị nha. Rồi, mời con lên đây rồi.